Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại video. Mình sẽ nói về một số các lưu ý khi chúng ta cô lập tham số M để chúng ta biện luận đến đơn điệu của hàm số trên một cái khoảng hay trên một cái đoạn ha. Ở đây có một số cái lưu ý là gì? Thứ nhất đó là gì? Nếu như khi mà mình cô lập hàm số M, ví dụ nếu như bài nó kêu là chúng ta tìm M để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái đoạn, thì dạng này khá là thoải mái. Bởi vì sao? Vì khi mà mình xét trên một cái đoạn thì nếu như mà hàm số xác định trên đoạn này thì hàm số sẽ luôn tồn tại giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên một cái đoạn ha. Nhưng nếu như bây giờ người ta nói đến một cái khoảng thì sao? Đây một cái khoảng thì không phải lúc nào mình cũng tìm được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên cái khoảng này ha. Thì vậy thì mình sẽ minh họa cho các bạn làm sao để mình xử lý ha. Rồi, đây là cái bài toán của hôm trước. Bây giờ mình sẽ đổi cái đề lại một xíu. Đó là tìm tham số M để hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ cho m cộng 2 nhân cho x bình phương cộng cho -2m cộng 3 nhân cho x nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 3. Rồi, vậy thì các bạn luôn luôn các bạn xác định y phẩy cho mình. Rồi, vậy thì y phẩy của mình nó bằng cái gì? Nó bằng mình đạo hàm ra là được x bình phương trừ 2 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng cho -2m cộng 3. Rồi, mình đang cần tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng 0, 3. Tức là cái này bé hơn là bằng 0. Với mọi x thuộc cái khoảng từ 0 đến 3. Rồi, bây giờ mình sẽ cô lập tham số m ha. Tức là mình nhân phân phối vào trước đi. Đây là x bình phương trừ cho 2mx trừ 4x trừ 2m cộng với lại 3. Cái này bé hơn là bằng 0. Với mọi x thuộc trong khoảng từ 0 đến 3. Rồi, bây giờ mình sẽ cô lập tham số m ha. Thì mình có nó là x bình phương trừ 4x cộng 3. Nó sẽ bé hơn nó bằng. Bây giờ mình sẽ chuyển cái lượng 2mx qua với tay phải. Và cái 2m qua với tay phải mình đặt nhân từ chung luôn. Là được 2m nhân cho x cộng 1. Cái này đúng với mọi x thuộc trong khoảng từ 0 đến 3. Rồi bạn lưu ý cho mình ha. Khi x thuộc trong cái khoảng từ 0 đến 3 thì cái lượng x cộng 3 của mình nó luôn dương. Nên là mình chia xuống mà mình không cần đổi dấu của bất phương trình ha. Rồi thì chúng ta có nó là x bình trừ 4x cộng với lại 3 chia cho, bây giờ mình chia đi 2 lần của x cộng 1 luôn. Cái này bé nó bằng m. Cái này đúng với mọi x thuộc trong khoảng từ 0 đến 3. Rồi, vậy thì đây mình đặt hàm này hàm g đi ha. Điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm g trên cái khoảng từ 0 đến 3. Rồi, và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình xác định cái giá trị lớn nhất của hàm g trên cái khoảng từ 0 đến 3 đó là xong. Rồi thì mình dùng Casio ha. Rồi các bạn sử dụng chức năng table cho mình, bấm menu bấm số 8 à. Rồi mình nhập cái hàm này vào. X bình trừ 4x cộng 3. Rồi mình chia cho 2 lần của x cộng 1. Rồi bây giờ mình xét hàm số nè. Rồi bắt đầu nó là 0, kết thúc nó là 3. Và bước nhảy là lấy cuối chữ đầu chia 20 ha. 3 chia 20. Mình vẽ cái đồ thị của nó ra. Đây là x nè. Đây là g. Thì mình chỉ chạy x từ 0 đến 3 thôi. Đã x bằng 0 thì nó ra là 1,5. Rồi bây giờ mình nhìn tiếp. Đó là giờ x nó tăng lên. Thì cái hàm này mình nó thì giảm. Hay nó giảm. Hay nó giảm âm luôn nè. Đó, nó giảm xuống. Rồi nó giảm đến một khúc nào đó thôi. Rồi nó lại tăng ngược lại. Đúng không? Trừ 1,71 nè. Đó. Nó giảm đến đây thôi. Rồi nó tăng ngược lại. Nó tăng ngược lại và nó tăng tại x bằng 3 nó là 0. Tức là sao? Từ 1,5 nó giảm xuống một cái giá trị nào đó mình không quan tâm. Tại vì mình chỉ quan tâm đến cái mắc của nó thôi. Vậy thì nó đi lên tại x bằng 3 nó ra 0. Đó. Câu hỏi đó là giá trị lớn nhất của hàm g trên khoảng từ 0 đến 3 nó là bằng bao nhiêu? Thì bạn chú ý cho mình là khoảng 0 đến 3 thì chắc chắn rồi. Mình không thể nào mình lấy hai cái cạnh của nó được. Đó. Mà theo mình quan sát thì giá trị lớn nhất của hàm g trên cái đoạn từ 0 đến 3 thì nó là bằng 1,5. Tại x bằng 0, nếu như mà mình lấy khoảng 0,3 thì cái mắc của nó không xảy ra được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lý nó như thế nào? Thì bạn chú ý cho mình. Nếu như đề bài kêu mình đó là tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái khoảng nào đó. Khi bạn xét cái hàm đó thì bạn phải xét luôn cả cái cạnh 0 và cạnh 3 luôn. Tức là bạn phải xét cả cái đoạn lớn đó luôn. Ha. Luôn luôn phải xét cả cái đoạn lớn. Rồi thì cái mắc này nó chính là bằng 1,5 luôn. Thì câu hỏi là ô, tại sao cái mắc này đâu có xảy ra đâu? Tại sao mình ghi 1,5 vào? Thì bạn chú ý cho mình như sau nha. Rồi, khi mà x nằm trên cái khoảng từ 0 đến 3, 1,5 này không thể nào là cái mắc của nó được. Và nó chỉ là một cái con số nào đó rất là lớn. Đây, con số này. Đấy, có thể là con số rất là lớn. Đúng không? Một con số lớn. Nhưng
như thế nào đây, nhưng mà nó phải bé hơn 1,5 thì nó có thể là 1,499999999 hay gì đó à. Đó thì bạn phải để ý cho mình ha, cái mắt của mình chắc chắn là một cái con số rất là lớn nhưng mà nó lại bé hơn 1,5. Vậy thì tại sao mình có nữa là cái này nó lại lớn hơn bằng 1,5 luôn. Vậy thì câu hỏi của mình là dấu bằng ở đây nó có xảy ra được hay không? Thì bạn chú ý cho mình ha, dấu bằng ở đây có xảy ra được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà em m bằng 1,5 thì nó có thỏa mãn không? Có chứ. M bằng 1,5 là nó nằm đường ngang ở đây. Cái mắt của hàm g ở đây nó là một cái con số nào đó nó lớn nhưng nó vẫn bé hơn 1,5. Cho nên là cái 1,5 này nó vẫn nằm trên cái con số mắt đó. Đúng không? Nó vẫn nằm trên cái mắt của thằng này. Và chứng tỏ là cái dấu bằng ở đây có xảy ra. Chú ý cho mình ha. Cho dù cái mắt của mình nằm ở các cái đầu ngút thì bạn vẫn điền cái mắt của mình vào ha, cho dù nó không xảy ra dấu bằng nhưng bạn vẫn điền vào. Bởi vì sao? Tại vì tại khi mà m nó bằng những cái đầu ngút này ha, khi mà m bằng 1,5 ở đây thì nó vẫn thỏa mãn cái điều kiện đó là nó vẫn lớn hơn cái mắt của nó ha. Ha. Bạn chú ý cho mình và bạn phải kiểm tra thật là kỹ xem là cái dấu bằng ở đây nó có xảy ra được hay không. Như mình thấy đó là nếu như m nó bằng 1,5 thì vẫn ok, tại vì m bằng 1,5 nó vẫn lớn hơn cái mắt của hàm g, đúng không? Nó vẫn lớn hơn cái mắt của hàm g đó, cho nên là bạn phải chú ý nha. Đó là bạn phải xét luôn hai cái đầu mút và bạn kiểm tra xem cho mình đó là dấu bằng có xảy ra được hay không. Rồi cái này là lưu ý thứ nhất. Còn cái lưu ý thứ hai đó là gì? Đó là khi mà mình thực hiện cái phép chia để mình cô lập sang số m. À, ví dụ ở bài toán này khi mình chia x cộng 1 qua, đây, chia x cộng 1 qua thì bạn phải chú ý đó mình, đó là khi mà x của mình nó nằm trong cái khoảng mà cái đoạn nó kêu là xét tính đồng biến nghịch biến đó, khi mà x nằm trong cái khoảng cái đoạn này thì bạn phải kiểm tra xem là cái lượng mà mình chia qua nó có âm hay không. Nếu như cái lượng chia qua của mình mà nó dương thì ok, nó không làm đổi dấu bất phương trình. Tuy nhiên nếu như cái lượng chia qua của mình mà nó âm ha, nó âm thì bạn phải đổi dấu của bất phương trình lại ha. Bây giờ thì mình vẫn là cái bài toán này, mình đổi cái đề lại, đó là cái đoạn từ trừ 5 đến trừ 3. Bạn chú ý nha. Đấy ha, mình đổi cái đề chỗ này lại. Đó là trên đoạn từ trừ 5 cho đến trừ 3. Bạn chú ý cho mình, trên cái đoạn này thì cái lượng x cộng 1 của mình chắc chắn nó sẽ bị âm. Cho nên khi mà mình chia qua thì nó sẽ bị đổi dấu của bất phương trình. Thế là sẽ là lớn hơn hoặc bằng ha. Rồi mình đổi cái đề lại lại một xíu. Đó là bằng trừ 5 đến trừ 3. Bạn không cần quan tâm khúc trên ha, tại vì nó như nhau hết. Cái yêu cầu bài toán, bây giờ mình gõ khúc này đi ha. Cái yêu cầu bài toán bây giờ của mình nó sẽ là m nó phải bé hơn hoặc bằng cái min của hàm g trên cái đoạn từ trừ 5 cho đến trừ 3. Rồi bạn dùng Casio bạn khảo sát cái min cho mình ha. Rồi đó, thì đó mình như bạn thấy, nếu như mà mình chia cho một cái lượng mà nó âm thì bạn phải đổi dấu một cái bất phương trình lại cho mình ha. Đó, đây là một cái điều lưu ý mà nhiều bạn dễ bị sai khi các bạn làm bài ha. Rồi cảm ơn đã xem, nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.